Xin cảm ơn thông điệp của vũ trụ đã gửi vào trong trải bài. Tâm tư giấu kín mà họ muốn nói với bạn là gì? Vì đây là trải bài chung, mình hy vọng là các bạn tiếp nhận trải bài một cách tích cực nhất chắc các bạn. Và mình chỉ nói điều cần nói chứ không phải nói điều bạn muốn nghe. Đặc biệt hôm nay, mình sẽ làm trải bài 5 lá để mình chia sẻ cụ thể sâu hơn về vấn đề này với các bạn, về cái điều mà họ giấu kín và muốn chia sẻ cùng bạn là gì. Và các bạn sẽ tìm hiểu kỹ hơn trong cái trải bài này. Và đầu tiên, đó chính là năng lượng của người hỏi trải bài này. Thì hình như là cái nỗi đau mà các bạn đang tạo ra trong chính mình. Cái sự đau đớn nào cũng do các bạn tự đặt ra cho bạn hết á. Bởi vì khi nỗi sợ và nghi ngờ bao trùm lấy bạn, lo lắng là cái điều chắc chắn sẽ diễn ra. Bạn hay hỏi những cái câu là liệu bạn đã làm những gì cần làm chưa? Liệu mọi thứ sẽ diễn ra ổn thỏa chứ? Tôi sẽ làm được gì? Những suy nghĩ này cứ lẩn quẩn trong đầu các bạn và không thể lỗi bỏ được. Và lời khuyên cho các bạn là hãy nghĩ và làm chậm lại tất cả. Những cảm giác lo âu chỉ tồn tại trong thời gian rất ngắn, hiếm khi nào chúng tồn tại lâu hết các bạn. Và chuyện gì đã xảy ra trong quá khứ thì bây giờ nó đã kết thúc ở hiện tại rồi, và bạn không thể làm gì được để thay đổi được cái thực tế đó hết. Và cái điều giấu kín mà họ muốn nói cùng các bạn là họ biết bạn là một người rất thực tế. Bạn chăm sóc và lo lắng cho họ rất là nhiều. Bạn giống như là cái người mẹ thứ hai của họ vậy đó. Và họ cũng thấy là bạn giúp đỡ người khác rất là nhiều về mọi mặt luôn. Nhưng mà có vẻ thì bạn quá quên mình để bạn giúp người khác. Đến bản thân bạn sẽ làm việc quá độ để mà không có thời gian ở bên cạnh họ. Có thể là bạn phát triển rất là mọi mặt về đời sống vật chất. Và họ biết cái bạn muốn là cái sự nghiêm túc trong cái mối quan hệ giữa hai người. Vì bạn đang là cái mẫu người muốn có một cái gia đình ổn định. Và bạn rất là ngăn nắp và gọn gàng. Nhưng mà đối với họ, cái thời điểm này họ chưa cần cái việc đó. Và điều kêu gọi mà họ muốn bạn là bạn phải hướng sự tập trung của mình vào thực sự vào cuộc sống tình cảm. Bạn đã có sự gắn kết và tình cảm với một ai đó chăng nữa, bạn nên cải thiện cái đời sống tình cảm của mình. Và họ mong bạn sẽ dành thời gian và tâm trí của mình cho việc xây dựng cái mối quan hệ phát triển tốt hơn. Tuy nhiên, bạn phải yêu thương bản thân mình. Trước khi bạn làm những cái việc giúp đỡ người khác, họ cảm thấy là bạn hình như là quá bị bao đồng với các bạn. Và đối với họ, bạn là một người rất là thành công về mặt vật chất nha các bạn. Có thể là bạn rất có nhiều tài về kinh doanh hoặc cái gì đó về trong công việc của mình. Xung quanh bạn thể hiện cái sự vật chất của bạn có rất là đầy đủ. Cái đủ đầy ở đây là cái đủ đầy mà đối bản thân bạn thấy đủ và họ đối với họ như vậy là đủ. Tuy nhiên, họ cũng muốn nói với bạn rằng bạn quá là quy tắc theo những quy tắc có sẵn. Và bạn bị một cách là bảo thủ và tin vào những cái điều mà đã chứng minh. Và bạn tiếp tục theo những con đường đã biết rõ, kỹ bạn là người sống rất thực tế và hay bảo thủ những cái này là phải cái này, truyền thống là truyền thống, chứ không có bị lệch đi được, kỹ bạn là cái người rất là cho gia đình. Và cái hai lá bài phía dưới chính là hai lá bài sẽ đại diện cho cái người đó, hiện tại họ đang suy nghĩ gì về cái mối quan hệ này và họ muốn như thế nào trong cái mối quan hệ giữa hai bạn. Và bởi vì với những cái lý do mà họ cảm thấy bạn không có dành thời gian cho họ nhiều và bạn bị bao đồng quá, cũng như là bạn quá quy tắc, quá khó khăn lắm với họ và có sự mâu thuẫn diễn ra giữa hai người vì cái nhu cầu được tự do cũng độc lập của họ quá cao và họ muốn là họ không có bị ràng buộc trong cái mối quan hệ này, do đó họ muốn tự do và ra đi. Và sự ra đi của họ không phải là họ không còn có thương bạn, mà kiểu như họ là họ cảm thấy là bị gò bó trong một cái tình cảnh như quá lâu rồi. Họ muốn khao khát, muốn thử tiếp cận với những cái tình yêu khác, xem chúng có hợp hay không. Chứ không có việc gì sai trái khi cái việc mà họ muốn khám phá này hết. Bởi vì họ bị cuốn mình đi quá xa vào những cái lúc trải nghiệm sơ qua giống vậy. Và họ chỉ đơn giản kiểu như là họ làm cái gì muốn tốt cho họ là họ làm thôi. Chứ không có suy nghĩ gì hết ngoài cái chuyện mà họ muốn đi tìm hiểu những cái mối quan hệ khác qua những cái trải nghiệm qua đêm, một mối tình một đêm hai đêm gì đó, để họ muốn việc càng nhiều mối quan hệ, họ muốn khám phá để một lúc nào đó họ sẽ cảm nhận ra rằng
Và cái mà họ đang tìm kiếm thì sẽ không bao giờ đủ hết. Tại vì bởi vì không có ai bao giờ biết đủ là gì hết các bạn. Trong về cả tình yêu cũng như là về vật chất. Khi mà cứ mãi đi tìm kiếm như vậy, và khi mà trải qua những cái mối tình đơn giản qua đêm như vậy, họ sẽ cũng không thoát được sự cô đơn. Và họ sẽ không phải tìm được sự an ủi ở bất cứ thứ gì hết các bạn. Sự thiếu thốn tình cảm sẽ diễn ra ở bên cạnh họ. Bởi vì ở bên cạnh bạn, bạn cho họ rất là nhiều. Nhưng bởi vì họ không có chịu đựng được cái sự quy tắc cũng như bảo thủ, có vẻ như là không hợp với năng lượng của họ, nên thành họ đi tìm một cái gì khác đi. Và cái khác đi đó sẽ làm cho họ đau khổ cũng như thiếu thốn vật chất, về tình cảm, nghèo đói, tất cả mọi thứ rất là tệ. Bởi vì cái ánh sáng phía sau họ đã bỏ đi. Họ cứ thấy mà họ bước đi, bởi vì họ không biết là cái cửa sổ ánh sáng đó chính là cái cửa sổ cần thiết cho họ. Và nếu như mà họ đang có quen với ai đó thì cái giai đoạn này á, là họ sẽ rất là hợp với nhau nha các bạn. Họ đang yêu đương và sẽ hăng qua trong tình yêu. Nhưng mà các bạn yên tâm đi, họ sẽ có những tranh cãi về tài chính. Bởi vì cái tài chính sẽ là vấn đề mà gây ra rạn nứt tình cảm của họ hiện tại. Có thể là họ sẽ làm chung ngành nghề hoặc là làm cái gì đó cùng lĩnh vực với nhau, và họ sẽ bị gây nhau và cãi vã nhau về vấn đề tài chính, sẽ làm rạn nứt thực sự cho tình yêu của họ. Và cuối cùng thì có một cái sự tích cực báo rằng là mọi cái việc mà đang tối trước kia đang dần dần thì sẽ kết thúc. Tuy nhiên đừng có quá mơ mộng nha các bạn, vì mọi khó khăn sẽ chỉ chấm dứt, không có chỉ sau một đêm đâu, nó sẽ còn nhiều đêm như vậy nữa. Nhưng mà chắc chắn là bạn sẽ phục hồi lại trạng thái ban đầu một cách rất từ từ và chậm rãi. Và mình thấy theo cái năng lượng này á, thì bạn xuất hiện một người bạn đồng hành. Cái này chỉ là bạn thôi nha các bạn. Mà cái việc đồng hành này sẽ giúp cho cái hành trình của bạn sẽ ít cô đơn hơn và sẽ tiếp sức cho bạn nhiều hơn. Mình xin cảm ơn các bạn đã xem trải bài.